Hai chào bạn, tôi là Vicen ở mình về người tiếp tục chơi game Nguyên Phương. Nói chung mình mắng được là úp lên là vậy cũng lên được vàng hai rồi, nhưng mà lực chiến còn hơi yếu do là còn thiếu đồ với lại thiếu sắt, thiếu vỡ với là thiếu nguyên liệu, rồi mới cấp 85 mà skill chưa nâng hết. Bữa nay có ra cái chế độ mà thị trấn này, chúng lại là mình vô nó mình xây nhà. Ô, báo cáo thu hoạch đã được 1.000 đá, nâng cấp cái này lên là được nhiều đá hơn không? Một tiếng rồi, hoàn thành trong 5 giây, 4 đá trong 3 phút. Chết màu, thiếu cái này. Đây là cái gì? Băng chuyền dùng để lò chế tạo cấp một, có thể chế tạo càng 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 sẵn viện trợ rồi gia công rồi chế tạo xi măng. Ok, mình đã dùng có hai thằng công nhân thôi, tắt bây giờ lò chế tạo factory. Bấm vô học học bạn mới chế là được. Ok, hiểu rồi, học cái băng chuyền chế tạo mình có đủ. Nhanh nhanh chế tạo nhanh được, quay lại thiếu đá quá, thiếu đá quá kìa. Năm gỗ ở lộn, 5 đá 3 phút. Xưởng gỗ nè, sửa gỗ chưa xây, trời ơi. Rồi còn cái kia là mỏ sắt đúng rồi, chưa xây luôn. Không đi sửa gỗ, xây sửa gỗ ra. Xây mỏ sắt, xây 3 phút. Tăng lên là cái này nó không có tốn tốn cái đó. Tăng lên cái level đầu tiên là không có tốn, không tốn mất cứ thứ gì cả. Thông báo no status, gì đó điện thoại bị gì vậy? Nó cứ chuyển lên cái đó hoài. Sẵn có thể nâng cấp được không? Chú hai cái lá cờ, hai lá cờ qua bên factory chế hai cái lá cờ, cái hai cái bằng rôn chế tạo xong sẵn. Chúc mừng bạn đã mở khóa khu vực vô cùng quan trọng ao cá. Rồi mình ao cá là đi bắt cá, và đâu phẩm mỗi lần bắt cá cần tiêu hao một lưới cá, và một lưới cá có thể chế tạo thành là chế tạo thứ cá càng cao thì sẽ bắt được cá cấp cao hơn. Ok, lưới cá không cá bắt được cá trắng, cái cá cũng không bắt được mà không bị tăng cái bao gì đâu, bỏ quá thêm ao cá không đủ lưới cá. Giao dịch rồi, cá xịn đổi được phím cam rồi, đổi được hai gì Maxima đá chúc phúc, phím cam phím tím bụi phím tiền. Ok, giờ tôi đi ra kia chế lưới cá rồi chế tạo đúng không, lưới cá rồi chế tạo đạt cấp 4 thì phải nâng cấp lên.
tăng cấp. Như cũng không còn nhiều lắm. Ui, còn này còn nhiều. Còn nhiều sắt lắm. Xi măng. Có đủ 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 xài đủ xài. Rồi, cái này rồi cái này cái lần một cái hay lắm nè. Mình có được này. Tung từ cưa cái này. Tung cái sẻng. Chế cái lưỡi cưa cái sẻng. Này đây có cái xốp nè. Trời ơi trời trời trời. Ủa vậy thôi đó hả? Không có gì hả? Kho để chứa đồ cái gì đúng không? Lưỡi cưa đâu? Lưỡi cưa chưa học thì phải. Lưỡi cưa. Sẻng. Một cái sẻng. Ok, một cái lưỡi cưa. Cái này hay nè. Có việc làm. Bình thường vô chơi hết việc làm, bây giờ nó ra thêm cái này có việc làm. 30 giây. Tăng năng suất lên thôi chứ có gì. Ok, thôi bây giờ ra làm nhiệm vụ chính của cái clip này được. Test thử coi đội hình nó ra dài được chưa. Đội hình nó yếu lắm, lâu nay vậy quýnh yếu xìu chưa up được cái đồ ở trong đó này. 480 530 quýnh thử 530 luôn. 530 chắc quýnh mình bể đầu quá. Lớn lớn tiếng. Chuẩn chắc giờ choáng đúng rồi, choáng con đó đúng rồi. Sao không có chi mẹ giờ? Kyo bỏ đâu rồi? Kyo kìa. Dám nậu. Nốm chết thì tay thử rồi sao? Trời ơi. Không có chiếc mạng này thấy sắp mặt lời rồi. Chẳng thể qua sao nó không chết. Đừng. Đúng rồi. Chán luôn, chửi mày dưới rồi chửi mày trên. Đánh chó này kia là phải đánh mày dưới rồi chứ kỳ. Ờ khá chứ. Chứ may mắn là nó chưa up hết. Mai đó không phải dễ đụng đâu, mai đó là mai kiểu như là sắp qua lục môn luôn rồi. Mà nó đi phải nói lại nha, ra con nào cũng ra hết xong rồi. Để con gì cho đẹp vậy ta? Để con nào mình không có chơi á. Đây nè, để con này đi. Đó. Mai con nào ra, bữa nay ra update là tứ hồn con Samikloy, tứ hồn xí xỏa. Mà không có ra tứ hồn sao? Yasuo thổ kìa. Yasuo thổ không ra. Hỏa với thổ, ở gì hỏa với lại lôi ra mà thổ không ra.
lạ lùng. 5.3 nữa, hai thằng này 5.3. Thằng này chua. Mới gái đổi thằng khác. Ghê chứ. Sáu sĩ không sao đánh. Sáu sĩ tư luôn. Đau. Thua. Nhắm nhắt thì vô trưởng chết cây là thấy thật sầu lờ rồi. What the fuck? Cái gì vậy? Trời lỡ úp luôn. Thôi xác mẹ đã định rồi, đã không có cái chỗ để úp úp con kia, ngồi úp kia luôn. À, không có đủ tài nguyên để up rồi, trời ơi, bấm vô lên luôn, kệ cái đó gọi sao trời cho ý trời, ý trời đã định, không thể nào cãi được. Chiếc xóa này mình đang cần tiền, up chiếc xóa lên. Chiếc xóa nó sắp có cái vũ khí thứ ba rồi, đáng lẽ là giờ cho chiếc xóa lên luôn, cho lục môn luôn. Chỉ cần đủ tiền mình làm clip úp tứ môn xích hỏa liền. Bây giờ còn có 120k tiền không? Quá nghèo rồi. Bây giờ vô tứ đầu, mở rương, mở hết cái rương này ra. Rương vô đài này là mình đổi Yasuo thổ, Yasuo thổ đúng không? Rương vô đài này. Rương hậu quán chiến mà là đổi xích hỏa. Rương thổ này là đổi Yasuo. Hết ra. Rồi mở gì nữa, mở hết mấy cái rương ra luôn, rồi nó có ra cái gì dùng thử ra đúng không mạnh. Wow, ra đồ ăn, ra tinh thể, ra vàng cũng được, ra vàng được á, ra vàng hợp lý lắm rồi. Chìa khóa rương thần ghê. Mà sao nó không ra cái đồ đổi trời, nó không ra cái đồ đổi. Ui, căng cho ta. Ủa, nó không ra cái đồ đổi thì đổi tướng căng chứ nè. Cái đồ đổi là cái đồ này nè, cái đồng tiền rồi mình cũng cần cái đồng tiền để mình đổi cái mảnh kia vậy, mà nó không ra cái đồng tiền thì mình phải để cái rương này mình mở, không mở hết được rồi, phải để dành đổi thẻ. Chứ nó không ra kìa, nãy giờ mở không ra cái nào mà cái tâm rương nè. Rương huy hiệu vàng, rương chúc phúc vàng. À cái này là rương huy hiệu. Đây nè, nó mới ra huy hiệu đúng không? À, hiểu rồi. Wow, mỗi lần thắng bỏ đài nhận được. Mỗi lần thắng trong bỏ đài nhận được. Hai cái này nó giống nhau. Vậy là mình phải mở hết cái này, chừa cái kia lại. Nãy giờ sai quá sai. Chi sao thấy lạ, mình hỏi mình mở nhớ ra nó ra được 6 mảnh đó. Wow, sướng vậy ta. Mở mẹ hết luôn, vậy cho nó nhanh. Vẫn lâu lắm. Ok, Rương chúc phúc rồi vàng. Lâu lên chút phút để mở ra cái gì. Nó chút phút đã chút phút. À, giờ ra đá chút phút nhiều. Được thôi, ra đá chút phút nhiều, ép độ cũng xuống vậy. Mở hết. Sao nè, kinh khủng. Sử dụng sát xuất nhiều 98. Cái đó là cái gì? Ở trường thẻ đạn năng đấu trường, mở luôn 6 thẻ luôn, ta 6 mảnh đi, ta 1 mảnh 1 tuyệt vời. Túi cao quý, đồ quý hiếm bên trong. Túi cao quý này là lấy đâu ta?
Tôi có quý lấy đâu? Tôi có cái gì trong đó? Sao bật 11, 25 cái? Túi này ghê rồi đó. Rồi lên tới sao bật 11 luôn, thua luôn. Rương võ đài. À, còn cái này là rương thẻo nghiêu bạc, đây rồi. Rồi từ từ lên cho nó hồi hộp. Cũng được tiền, xuống vậy. Rồi tôi ăn F83 cái, quốc luôn. Tại gì? Chiu chiu ngon này nhiều bạn wow nhiều tiền quá mở luôn ba con này túi chí tôn con này là túi cao quý hai cái túi này ghê đó này tàu cường hóa ok ngồi rảnh rảnh mở cái này cũng đã ghê cái gì vậy một thẻ sáu bảy tám kim noel kim kyo noel 3 ngày này là cái gì mở có thể nhận được hộ vũ khí thương rẻ tư chất rương hội quán liên server cái rùa quán green silver này lâu lắm mà nó tích góp mà được 22 mảnh mở ra được thẻ bao kim chúc phúc bạc chắc chắn nhận được huy hiệu ở mức lên 150 cái đó ôi quá nhiều quá nhiều mảnh yes. Hay lắm ra một sách bùng trái trời ơi đã yes ra cái đúng sách mình cần hay chứ tuyệt vời lắm tuyệt vời bạc này đến làm kiểu hơi win này nó lâu lắm rồi tuyệt vậy mà được chứ bất ngờ vãi nồi ra được cuốn sách sướng gì đâu taekwondo cái này để mai mốt đổi nè có cái thẻ sách nè đổi một cuốn này đổi cái cuốn sách cho con leo na gì hợp lý quá là hợp lý luôn túi chi tô như là túi cao quý này thì không dám mở còn cái này là để đổi xích hỏa sắp nó lên lục môn ở lộn tứ môn nó cũng tốn nhiều mảnh lắm ừ, mà cái đó hình như nó cũng đổi được bằng cái thẻ hậu quán chiến này nó có đổi bằng cái thẻ nữa nè không có cái nào huy hiệu hội quán chiến để coi huy hiệu hội quán chiến nó mở cái gì để ra có là cái rùa hội quán hả dùng 7 cái thì nó có ra rồi trời ơi không được rồi nó không ra cái đó mà nó ra cái gì á không ra cái kia đâu rồi ghê bầu nhưng cái đó là chưa cái rương đó mình không có rồi họ đồ ăn nó đâu 370 cái rồi. Mở hết ra ức lực liền trời ơi quá trời quá đất luôn cái này là gì rương ngọc rương này 4 chọn không mấy cái đó để từ vượt màn chính khó có thờ nhưng xu bạc kỷ niệm con này thu thập huy hiệu lửa đổi nhiều quả hấp dẫn rồi nãy giờ mình thấy có được 400 cái này cũng được đổi gia sư thổ bên nay không có lên lục môn có lên lục môn mở đổi thẻ liền trong điều kiện cũng hiếm huy hiệu bạc
sướng thiệt. Để coi vô vô đài coi đổi thẻ này sao. 12 thẻ, 120 là 20 thẻ, 240 là 40, 306 là 60, 60 thẻ, 60 ảnh chứ không đủ úp đâu. Còn cái này nữa, 7 cái, 7 cái đổi 1, 14 đổi 2, 140 đổi 10, 20, 140, 208, 420, 42 đổi được cái này. Mình có 34, 39 mảnh sẵn rồi. Cũng không sợ, nó mà có lên tứ môn, úp cái cũng lên, cũng đủ. Ủa, trời ơi, mở cái đó được 9.000 tiền. Có ra thêm cục đá thần không anh? Bốn sáu cục đá thần để coi thằng nào chưa úp đồ úp lên được. Bốn sao ủa bốn sao hết rồi, con nào cũng bốn sao nhưng mà đồ YouTube đi vô rồi còn gì không? Có tiền rồi quét 10 lần thôi, hết quá kỹ đó. Một lần nữa. Có được phát hết thể lực luôn hả? Còn thiếu 8 mảnh nữa. Phải nồi thì tổng bộ bây giờ cũng được nhiều lắm rồi chứ. Xong tổng bộ bật lên là gì vậy? Tổng bộ hết vô. Trăm hai chục lượt. Hai con này chắc full mẹ. Cái này nữa. Cái con này khỏi nói. Còn cái này lên về này rồi. Cái con này lên. Đúng rồi. Nhận thêm đủ lực. Còn con nào mà thấy cái màu đông này là phải đưa đẩy lên liền. Rồi chùm mẹ rồi, tâm bổ nhanh. Tôi được 200 khỏe. Còn cái con kia đâu rồi? Con nó nằm đầu ta. Đây rồi. Con này lên tím luôn. Nó lên thần nè. Rồi giờ đổi tẩm bổ nhanh cho nó. Gặp ở qua đây. Con bỏ nó đi. Được rồi. Rồi lưu. Lên tím hết. Mở ra cũng được nhiều mảnh cái đó mà. Sợ gì. Hình như là phải kiếm thể lực đó. Lại nhớ là phải còn kiếm thể lực. Bữa nay là ở đúng bữa nay nhân 2. Nhân 2 ngại gì không chịu bỏ ra 100. Có sự kiện xài tiền đấy. Nhân 2 khỏe như hồi nãy quýnh được 530 là coi như nó ghét mình 509 quá. Ôi ba mươi ngàn cái đó thì cuốn chừng nào mới hết trời. Lúc này không nằm thu hút đâu như vậy.
luôn, đúng rồi, vậy cũng được. Nó được mớ tiền úp hết đầu. Cho con này nó khỏe đã là nâng chiếc xóa sao. Chiếc xóa mình cũng cần đó, nhưng mà họ hết được hết lực rồi. Nhận nặng vô lên năm sau liền, mà lên năm sau là cái gì, lên năm sau là cái gì mới là vấn đề chứ, khi mà bác mô cũng không có tiền nâng. Tốt. Sách hình như là mình có còn, và sách mình cũng có một mới. Ví dụ thần tộc xí xóa có nhiều lắm rồi, 60k rồi, cũng gần gần được rồi đó. Mà úp lên mà nó vàng hết như đây nè, vàng luôn hai cái cuốn sách dưới đây luôn, nó mới khỏe được. Mình dạy được rồi, gần lên 500, còn 10k lực chiến. Ui, nhầm nhò gì, ui nhầm nhò gì, vô kiếm thằng nào test lên cái sáu xị. Ừ, sắp xỉ này được. Cái chất mộ nó sáu xỉ luôn hả? Vậy mà mình tưởng năm mình năm xỉ chín hay giờ là mình có bốn xỉ chín. Bố lại luôn, mất tăng luôn, quải màu thôi sắp mặt lời. Không giết được con Matua gấp thì sắp một lời rồi, xong rồi giúp nậu hai con nậu cảm ơn luôn bội, xong rồi hồi 600k lực chiến hả mày, mày 600k lực chiến hả, hồi ôi đã thiệt. Này nó 600 không phải trời. Cái này ghê quá. Thôi nghỉ đi. À, chào bạn. À, hai chào bạn đến với phần tên clip 123. Số đẹp 123. Đây sẽ thổ ghi ghi chứ, thầy ghi chứ. Thầy thay thổ thì mình có hai hồng rắn này cũng không được gì. Mình nghĩ là mình thay ghi là hợp lý, tại vì ghi nó mà mình nghĩ là nó phải đi với một cái vàng sau là bản tư chất 13, 14 á. Tại mình thích kiêu đen, mình thích kiêu đen thì mình nghĩ là Leona dị sẽ là một cái mảnh ghép của đội hình của mình rất là thành công. Mà bây giờ mình đã giống như nãy đó, mình hạ được trên lực chiến rất là nhiều luôn, trên lực chiến mình 100 mấy chục lực chiến vẫn chết với mình, nếu mà không có kháng, không có choáng, không có hiệu ứng thì vẫn vẫn tử tử nạn cho đội hình mình rất là nhiều luôn. Cho nên là mình không có hối hận gì đã tháo con nghi ra, mà mình còn hối hận là tại sao mình không tháo hết ra mà để tốn tiền đến mức mà giờ là hết tiền để ấp xí xóa luôn. Đáng lẽ là mình phải tháo hết ra luôn. Em thay con Ruger cho con nào anh ơi? Ruger thì nó nằm ở bản chụp lên giày thì mình không biết con nào mấy sao đó, cho nên là không biết nữa. Chà, đội hình cũng đẹp, có gì Samiloi sẽ xóa biết chơi đấy. Nếu mà có Rugal hả, có Rugal mình thấy nếu mà bạn đúng mà muốn chơi thì bạn không có nên thay con Rugal của đội hình như thế này nữa.
mà bạn hãy luyện cái đội hình này nó lên kiểu như là xí xỏa lên, có lục môn nè, ở lộn có tứ môn nè, Semilo có tứ môn nè, Semilo tứ môn là anti main chuẩn mực luôn nha, đội hình kia nam nhiều nó đánh bạn không thấm luôn, mà Semilo nó còn gây đam thêm nữa, nó tăng đam cực kỳ nhiều luôn. Kyo bây giờ có lục môn nè, úp lục môn nè, Yuri có lục môn, úp lục môn về gia số hậu thổ tốt tới sẽ có con tứ môn, tứ môn dây sổ tứ môn, xong rồi cho gõ lục môn rất là trâu luôn. Rugal mình thấy là nó cũng bây giờ cũng ít người xài á, cây phải thì khỏi phải nói với cái bàn gãi rồi, bây giờ nó chỉ cần thức tỉnh vũ khí thôi, bạn trưởng là châm. Em cần có Smart Every nên thay Every không? Thấy gì? Bạn để chứ Smart Yuri là phải để vô chứ làm gì Yuri nó không có giật trời, giật bay lợn khiếp dâm nắc nắc quá trời đam luôn, mình khoái Yuri lắm luôn. Nó từ từ lên làm gì, giờ mình có giữ con ghi cũng đâu có làm gì đâu, giữ ghi cũng không có làm gì được thiệt luôn á, bây giờ mình nuôi ghi cũng không nổi, thả con ghi ra lấy tiền. Chủ yếu mình là cần gì, cần tiền để úp thôi, chứ còn mà cái kia thì nói về thời gian thì nói gì, mình không thích mà kiểu như dây dưa được tháo luôn chơi 6 con thôi, không cần chơi nhiều, chơi giao thổ ra thì mất cái hồng rùa mọi người. Kim Ly ghê, đội hình thì được chiến ghê. Đền về được không anh? Đội hình như vậy nó lắc, lắc là nhân tố bí ẩn nha. Lắc là nhân tố bí ẩn. Đội hình này cũng được, tạm ổn. Bây giờ nếu mà sao ta, Kensu bây giờ cũng tạm, nếu có thì xài, không có thì đổi con khác, đổi cái con gì mà hồi sinh nó quên rồi, đi với lại con kêu chuyết thường. Được,